chiến hữu các cấp, cách đây đúng một năm, cũng vào ngày quân lực, tôi đã ra lệnh cho anh em thừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ. Đúng 3 tháng sau, anh em đã đánh bại quân cộng sản xâm lược trên khắp các chiến trường chính yếu và những lãnh thổ trọng yếu đã được tái chiếm. Thời gian 3 tháng đó là thời gian quyết định. Những chiến thắng đó là những chiến thắng quyết định. Quyết định sự thảm bại sau cùng trong những cố gắng sau cùng của quân cộng sản xâm lược kể từ Tết Mậu Thân 68. Đồng thời buộc chúng 3 tháng sau mới đây ngừng bắn lại được cộng sản cam kết tôn trọng thêm một lần nữa. Nhưng trong những ngày qua, chúng lại vẫn tiếp tục vi phạm trầm trọng hơn nữa. Như vậy, đủ xác nhận rằng chủ trương của cộng sản không phải là vãn hồi hòa bình bằng một giải pháp ôn hòa dựa trên tinh thần hòa giải quốc gia, hòa hợp dân tộc qua công thức tổng tuyển cử tự do dân chủ để thực thi quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam. Trái lại, càng xác nhận rằng bản chất của cộng sản vẫn là hiếu chiến, chủ trương của cộng sản vẫn là chiến tranh xâm lược, ý đồ của chúng vẫn là thôn tính trọn vẹn miền Nam bằng vũ lực và bảo tàng. Với kinh nghiệm từ năm 54 qua những hiệp định về Việt Nam và các quốc gia láng giềng, với kinh nghiệm hiệp định Ba Lê năm nay, với những vi phạm tiếp diễn sau cái thông cáo chung ngày 13 tháng 6 vừa qua, cộng sản chỉ ký kết hòa ước là để tự cứu nguy khi chúng bị thảm bại, nhưng đồng thời để chuẩn bị một cuộc xâm lăng mới. Cho nên không còn ai ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản sẽ tôn trọng ngưng bắn nghiêm chỉnh để vãn hồi hòa bình thực sự tại phần đất này. Nhân dân miền Nam hơn ai hết lại càng không thể ngây thơ tin tưởng rằng cộng sản đã từ bỏ ý đồ xâm lăng để có hòa bình thực sự bền vững tại phần đất này. Chiến hữu các cấp, trước ai hết, anh em lại càng phải thấy rằng hòa bình dù mỏng manh như hiện tại cũng không phải là một món quà tự nhiên mà có, ngồi chờ tự dưng nó đến, càng không phải nhờ sự kêu gọi thiện chí hay van xin lòng nhân đạo của cộng sản mà được, như một số người chủ bại ngây ngô lầm tưởng. Trái lại, hòa bình mà không nô lệ cộng sản là nhờ nó sức mạnh, nơi tinh thần, nơi ý chí của cả dân tộc quyết tâm chiến đấu để tự tồn, thực hiện bằng xương, bằng máu của hàng ngàn hàng vạn thân xác anh em, bằng hy sinh vô bờ bến của hàng ngàn hàng vạn đồng bào. Hòa bình mà phải tước đoạt cam go từ trong tay một kẻ thù vô cùng bảo tàng khát máu với giá của hàng chục hàng trăm thị tứ xóm làng điêu tàn đổ nát của miền Nam thân yêu chúng ta. Chính nhờ ý chí kiên trì và sức mạnh của dân quân miền Nam chúng ta, kết hợp cùng những dân tộc yêu chuộng hòa bình và tự do trên khắp thế giới, mới buộc được cộng sản ký kết hòa bình hồi tháng Giêng năm nay. Rồi trong những tháng vừa qua, cũng với ý chí kiên trì, với sức mạnh và bằng xương bằng máu, mà quân dân miền Nam chúng ta mới chặn đứng được cộng sản giành dân lân đất. Suốt 18 năm trước, không khi nào cộng sản nghĩ đến chấm dứt xâm lăng vì thiện chí hòa bình hay vì tình thương dân tộc, mà cộng sản chỉ buộc phải dừng bước xâm lăng khi chúng bị ta đánh bại. Cho nên cộng sản cũng sẽ không khi nào từ bỏ ý đồ tái xâm lăng nếu không thấy rằng tái xâm lăng rồi cũng sẽ bị quân dân ta đánh bại. Đó là lý do mà miền Nam chúng ta phải mạnh, phải duy trì và kiện toàn sức mạnh quân sự.
phải có sức mạnh quân sự với một quân đội quyết chiến quyết thắng mới ngăn chặn được xâm lăng tái diễn, mới bảo đảm được hòa bình lâu dài. Và chỉ có một sức mạnh quân sự sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược của Cộng sản, chứ không có gì khác hơn, thì mới làm cho Cộng sản tôn trọng mọi hiệp định hòa bình mà chúng đã ký kết. Cho nên, ngày quân lực năm nay không chỉ để đánh dấu chiến thắng mà các anh em đã đạt được, mà còn để biểu dương sức mạnh mà chúng ta phải tiếp tục kiện toàn, để biểu dương ý chí quyết chiến quyết thắng mà anh em phải tiếp tục nuôi dưỡng. Trước một kẻ thù gian manh lật lọng là Cộng sản, tôi kêu gọi toàn thể anh em hãy không ngừng đề cao cảnh giác tột độ để ngăn chặn hữu hiệu, để phản ứng kịp thời và mãnh liệt mọi hành động giành dân lấn đất của chúng. Hãy liên tục rèn cán chính quân, trui luyện chi khí, trao dồi tác phong, cải tiến chiến thuật, canh tân kỹ thuật để đập tan mọi công cuộc tái phát xâm lược của chúng. Anh em đã làm được sứ mạng đánh bại xâm lăng, xây dựng hòa bình, thì nay anh em phải làm được sứ mạng ngăn chặn tái xâm lăng, bảo vệ hòa bình. Chiến hữu các cấp, hôm nay trước quốc dân, với sự có mặt của những đơn vị chiến thắng về đây đại diện cho những đoàn quân chiến thắng, những cá nhân xuất sắc về đây đại diện cho những quân binh chủng xuất sắc, những cấp chỉ huy về đây đại diện cho toàn thể quân đội anh hùng, tôi long trọng tuyên dương toàn thể quân lực chiến thắng và anh hùng. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước các anh em đã hy sinh. Tôi gửi lời thăm các anh em đang điều trị. Tôi gửi lời thăm các anh em đang ghìm tay súng bảo vệ đất nước. Tôi gửi lời thăm các anh em đã trở về từ ngục tù Cộng sản. Tôi sốt sắng cầu nguyện cho các anh em đang còn trong ngục tù Cộng sản. Tôi gửi lời thăm các anh em cựu chiến binh, các cháu cô nhi, các chị quả phụ tử sĩ toàn quốc. Nhân dân ghi ơn tất cả các bạn. Đất nước hãnh diện là các bạn. Thân chào các chiến hữu. Theo dõi, hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.